Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi các tin tức 24 giờ mới nhất. Quý vị thân mến, liên quan đến vụ án xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại vận tải và du lịch xuyên Việt Oi. Theo Bộ Công an, đến thời điểm hiện tại đã có 14 người bị khởi tố về nhiều tội danh. Bộ Công an thông tin quá trình điều tra vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng đưa hối lộ, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi, xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại vận tải và du lịch xuyên Việt Oi và một số cơ quan tổ chức liên quan. Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố thêm 3 bị can để điều tra làm rõ. Ngày 3 tháng 4 năm 2024, Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã thi hành quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với 1. Trần Duy Đông, sinh năm 1978, nguyên vụ trưởng vụ thị trường trong nước Bộ Công Thương, nay là Phó Cục trưởng Cục Xúc Tiến Thương mại Bộ Công Thương, về tội nhận hối lộ quy định tại Điều 354 Bộ Luật Hình sự. 2. Đinh Tiến Dũng, sinh năm 1967, kế toán trưởng công ty Xuyên Việt Oi. Và 3. Là Nguyễn Tấn Long, sinh năm 1988, trưởng phòng kinh doanh công ty Xuyên Việt Oi, về tội đưa hối lộ quy định tại Điều 364 Bộ Luật Hình sự. Trước đó cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 11 bị can. 1. Mai Thị Hồng Hạnh, giám đốc công ty Xuyên Việt Oi, 2. Nguyễn Thị Như Phương, phó giám đốc công ty Xuyên Việt Oi về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí, điều 219 Bộ luật hình sự. 3. Đặng Công Khôi, phó cục trưởng cục quản lý giá Bộ Tài chính về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, điều 360 Bộ luật hình sự. 4 Hoàng Anh Tuấn, Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước Bộ Công Thương về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và tội nhận hối lộ Điều 360 và Điều 354 Bộ Luật Hình sự. 5 Đỗ Thắng Hải, Thứ trưởng Bộ Công Thương, 6 Lê Duy Minh, Giám đốc Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh, nguyên cục trưởng Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh, 7 Phan Kiến Anh, Giám đốc chi nhánh phân phối sản phẩm lọc dầu Nghi Sơn về tội nhận hối lộ, điều 354 Bộ luật hình sự 8 Lê Đức Thọ, nguyên là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam, nguyên bí thư tỉnh ủy tỉnh Bến Tre về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi. Điều 358 Bộ luật hình sự 9 Vũ Trung Thành, Giám đốc Việt Tin Banh, Chi nhánh Thanh Xuân 10 Nguyễn Văn Thắng, Phó Giám đốc Chi nhánh Hà Nội, Công ty Xuyên Việt Oi và 11 Đồng Xuân Dũng, Lao động Tự do về tội đưa hối lộ Điều 364 Bộ luật hình sự các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét nêu trên đã được viện kiểm sát cùng cấp phê chuẩn. Hiện vụ án đang được điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị, trước hoạt động kinh doanh liên tục thua lỗ, xuyên Việt Oi có có những động thái khó hiểu trong hoạt động vay vốn, mua bán xăng dầu. Việc Bộ Công Thương rút giấy phép kinh doanh này vào ngày 11 tháng 8 năm 2023 sau khi những dấu hiệu vi phạm pháp luật đã quá rõ ràng, khiến cho nhiều người đặt câu hỏi có hay không việc bỏ lọt vi phạm trong nhiều năm. Lãnh đạo một doanh nghiệp xăng dầu cho rằng chỉ cần các cơ quan chức năng lần theo và làm rõ những đường đi bất thường của dòng tiền trong hoạt động kinh doanh của Xuyên Việt Oi từ năm 2019 trở lại đây, đặc biệt là giai đoạn được cấp phép làm doanh nghiệp đầu mối vào năm 2021 đến nay sẽ thấy được những vấn đề khó hiểu trong việc quản lý và thẩm định chất lượng hoạt động cũng như điều kiện cấp phép xăng dầu. Theo vị này, nếu muốn nhìn rõ hơn bức tranh kinh doanh của Xuyên Việt Oi, chỉ cần truy theo dòng tiền doanh thu đột ngột tăng lên tới 22.300 tỷ đồng và truy xuất nguồn nhập và bán lên tới hơn 1,7 tỷ lít xăng dầu trong năm 2021 và các khoản vay trả nợ tại 4 ngân hàng. Cùng với đó là hợp đồng cầm cố 33 triệu lít dầu ở một ngân hàng lớn. Các hoạt động đó có thể phần nào làm rõ được các góc khuất trong kinh doanh xăng dầu của doanh nghiệp đầu mối có doanh thu tỷ đô la này nếu hoạt động cho vay của ngân hàng có liên quan đến hoạt động kinh doanh xăng dầu của xuyên Việt Oil cũng là một trong những lý do khiến ông Lê Đức Thọ cựu bí thư của một tỉnh phía Nam bị khởi tố bắt tạm giam cùng với những lùm xùm về mua bán xăng dầu và việc được cấp lại giấy phép doanh nghiệp đầu mối xăng dầu vào cuối năm 2021 câu chuyện tài chính của xuyên Việt Oil cũng có nhiều điểm đáng ngờ nhưng dường như cơ quan quản lý là vụ thị trường trong nước và bộ công thương không hề nắm được nếu nhìn vào số liệu tài chính của doanh nghiệp này Tính đến thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2022, tổng tài sản của xuyên Việt Oil chỉ còn là 8.483 tỷ đồng, giảm 3.672 tỷ đồng, tương đương giảm 30,2% so với cuối năm 2021. Nợ phải trả của công ty này lên đến 9.015 tỷ đồng. Thực tế dù có doanh thu vượt hơn 10.000 tỷ đồng vào năm 2021, nhưng ngay từ kỳ giám sát tháng 1 năm 2020 của Cơ quan Hải quan và Tài chính, Công ty trách nhiệm mô hạn Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oi đã có số nợ ngân sách nhà nước hơn 89,57 tỷ đồng tiền thuế bảo vệ môi trường. Trong vòng 3 năm sau sau đó, số nợ thuế của công ty này đã tăng lên gần gấp 20 lần. Số nợ thuế cập nhật đến kỳ tháng 8 năm 2023 của Hải quan ghi nhận xuyên Việt Oi còn nợ ngân sách nhà nước lên đến 1.528 tỷ đồng, trong đó tiền thuế bảo vệ môi trường là 1.244 tỷ đồng. Số thuế còn nợ này phát sinh trên tờ khai tháng từ kỳ thứ 10 năm 2021 đến kỳ thứ 7 năm 2022, Xuyên Việt Oi cũng bị chỉ đích danh về việc vẫn được cấp phép giấy kinh doanh xăng dầu đầu mối năm 2021 dù chưa đáp ứng đủ điều kiện về hệ thống phân phối xăng dầu của thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu. Có tối thiểu 40 tổng đại lý hoặc đại lý hoặc thương nhân nhượng quyền bán lẻ xăng dầu và đáp ứng các quy định về cầu cảng, kho chứa, phương tiện vận chuyển. Kết quả thanh tra của chính Bộ Công Thương năm 2022 cho thấy, để đủ điều kiện về hệ thống phân phối có 37 đại lý bán lẻ của công ty cổ phần Đại Đồng Xuân được Xuyên Việt Oi kê khai trong hệ thống của mình. Thông qua cơ chế công ty mẹ con, Xuyên Việt có góp vốn trên 50% vào công ty Đại Đồng Xuân điều đáng nói cũng chính trong ngày được bộ công thương cấp giấy phép kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu xuyên việt oi và công ty cổ phần đại đồng xuân đã ký văn bản hủy bỏ hợp đồng chuyển nhượng cổ phần và tại thời điểm hủy bỏ hai bên chưa thực hiện bất cứ quyền và nghĩa vụ nào của hợp đồng đã ký kết ngoài các vi phạm trên xuyên việt oi còn bị phát hiện là mua xăng dầu từ công ty con của mình công ty cổ phần việt oi group lado và không thực hiện xuất khẩu tạm nhập tái xuất chuyển khẩu xăng dầu chưa kiểm tra giám sát chất lượng và hoạt động của các tổng đại lý đại lý trong hệ thống bên cạnh đó kết quả kiểm tra thực tế cho thấy hồ sơ công ty xuyên việt oi và vụ thị trường trong nước cung cấp không khớp Năm 2021, công ty này không đăng ký hệ thống phân phối của Bộ Công Thương. Trong quá trình thanh tra, doanh nghiệp bị phạt hành chính tới 4 hành vi, trong đó có việc không đăng ký hệ thống phân phối, không đáp ứng điều kiện hệ thống phân phối, gian lận trong kê khai đại lý. Sau khi xuyên Việt Oi của bà Mai Thị Hồng Hạnh bị rút giấy phép, những lùm xùm về hoạt động của doanh nghiệp xăng dầu có doanh thu tỷ đô la này lần lượt bị phát lộ. Trong đó, thông tin gây chú ý là việc Xuyên Việt Oi từng có kế hoạch bị thanh tra năm 2021, nhưng sau đó thì không rõ lý do gì, thanh tra Bộ Công Thương đã rút Xuyên Việt Oi ra khỏi kế hoạch thanh kiểm tra. Theo giải thích sau đó của vụ thị trường trong nước và thanh tra Bộ Công Thương và Bộ Công Thương giải thích, ngày 31 tháng 12 năm 2020 đã ban hành quyết định về việc lập đoàn kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong kinh doanh xăng dầu năm 2021 đối với một số thương nhân kinh doanh xăng dầu, trong đó có Xuyên Việt Oi, Tuy nhiên, việc kiểm tra bị gián đoạn không thể thực hiện do dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp từ tháng 4 đến tháng 10 năm 2021. Do đó bộ này không thể tổ chức các đoàn kiểm tra theo kế hoạch về nghi ngờ được cấp phép kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu. Dù không đủ điều kiện, vụ thị trường trong nước cho biết công ty này đã nộp hồ sơ đề nghị Bộ Công Thương xem xét cấp lại vào tháng 11 năm 2022. Và thời điểm đó, công ty đáp ứng các điều kiện để được cấp lại giấy phép theo quy định tại Nghị định 83 và Nghị định 95. Đại diện Bộ Công Thương cho hay trong năm 2023, Bộ Công Thương đã ban hành quyết định thành lập đoàn kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về kinh doanh xăng dầu đối với một số thương nhân đầu mối, trong đó có Xuyên Việt Oi, Hải Hà, Thiên Minh Đức, Cơ quan này cũng cho biết việc thu hồi giấy phép của Xuyên Việt Oi ngày 11 tháng 8 năm 2023 được đưa ra trên cơ sở kết quả thanh tra đối với công ty Xuyên Việt Oi và trên cơ sở xem xét tính tiết tăng nặng việc công ty không khắc phục được các vi phạm sau thanh tra năm 2022 và vi phạm nhiều lần quy định về quỹ bình ổn giá, theo phản ánh từ Bộ Tài chính theo một chuyên gia ngành xăng dầu tình trạng bỏ lọt sai phạm không nắm được tình hình kinh doanh của doanh nghiệp đầu mối hoàn toàn có thể xảy ra tại bộ công thương ngay trong kết luận thanh tra của bộ công thương cũng cho thấy các báo cáo của các doanh nghiệp đầu mối hàng năm gửi về một số vụ cục của bộ này đã thể hiện có hành vi vi phạm hành chính trong kinh doanh xăng dầu việc duy trì hệ thống theo quy định tuy nhiên một số vụ cục tại cơ quan này với vai trò quản lý nhà nước chưa kịp thời kiểm tra đối chiếu ra soát các báo cáo này chậm trễ trong việc phát hiện hành vi vi phạm, kiến nghị người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính, áp dụng các hình phạt theo quy định. Những thông tin mới nhất liên quan sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật và gửi tới quý vị. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi, xin được kính chào tạm biệt.